Xin chào bà con, mình đang đi chợ Hoa Mắt Kịch cho các bà con. Quay cho bà con thấy bí. Bí này đồng cái. Đồng cái. Con trái nết. Này giống như trái nết. Cái bí đồng 99 ít. Đồng 99 đi trẻ này về hầm ăn đã. Rau bắt ngọc đang đi chợ farm à. Cái này về chân chơi thôi chứ đâu ăn uống thì được à. thấy bầu giống như cái bình rượu. Cái này hay đậu. Thấu quá chừng dưa hấu 7 đồng trái, có dưa hấu Việt Nam nữa các bạn. Trái này á, có người bị đập ra cái ruột cũng đỏ, trái này có 1 đồng à. Trái này 3 đồng 99 nếp, trái nó mắc dữ ta. Trái này 1 đồng 69, dưa hấu có chút xíu. Cái này 1 đồng nha quý vị. Catalog à. Cái này dễ hư á. Mua về vậy chứ mau hư. Này nho 2 đồng 49. Cái này ăn ngon thì chứ. Giò. Cái ớt đẹp ghê không? Dưa hấu Việt Nam. Quá luôn không? Cắt only nha quý vị. Larry's Reduce. Bán dừa Thái Lan nè, đây cũng có bán dân coconut. Dừa này dừa Mỹ có đầy đủ hết bà con. Trong đây thì trái cây, khoai lang, khoai tây. Bường mới là trái này không biết có ngon không anh Ngọc. Mùa trái cái này có 3 đô à. Mà ở chợ ren này này bán cái gần 10 đồng, mua về ăn nó cứ ngon không? Cái bưởi chợ giờ đi mua chợ farm mắc kịch các bạn. Cái hột này hột gì ta? Hột này con sóc có phái ăn lắm nè. Hột dẻ qua nè, này đập ra ăn hả ta? Khoai lang củ to vĩ đại bà con. Chín chín sen khoai lang quá. Chợ mắc kịch còn có chừng bí nữa nha bà con. Bí gà to ghê. Wow, bí quá chừng. Đầu đầu cũng thấy bí. Này cho nít
đến chụp quay phim cho phải quay sân luôn cả. Ồ có TV vĩ đại luôn. Gà to chơi nha. Lung linh mà trời nóng quá. Này nóng quá trời mà. Gà đây bằng thịt ăn mà cả trăm người luôn. Trăm người luôn. Đây bí đi chưa. Bí dễ sợ mấy trăm ký. Đây có mấy cái trái lọ ngộ quá ha. Mini Walk Casper Kiblin hai trái một đồng. Ồ, có bắp nè. Bắp này có Ấn Độ ha, Yến Điện chứ. Người Yến Điện với da đỏ bà con. Bắp da đỏ tiểu quá. Tiger màu giống như Tiger đó. Này là orange. Này giống con bột ghẻ quá vậy. Hay. Ô, cái này còn lợi hại nữa. Trái này cái gì ngộ không? Này cũng bán rồi. Và cái bắp này cũng bán nữa. Nóng quá. Ồ, củ khoai này vĩ đại ra. Chín chín sen. Squid potato. Này ngọt nha. Bốn cái một đồng. Gà lịch chọn lép ở trên ra. Lép ở trên như vậy là tỏi tụi nó bán nó phải lột này ra ha. Còn này nó nhổ đeo ra bán rồi. Đồng 50 xu. Đồng 50 xu. Hay à. Đồng 50 xu cũng hơi mắc. Thường thường mẻ nó bán có 75 xu, lâu lâu nó sale 75 xu. Và ở đây nó lấy ATM luôn à. Bữa đi mua. Đi mua là không có đem nhiều tiền mặt á, đem có 20 đồng à. Mua đà với nó không có lấy credit á, thẻ á, thế thì khó á. Dòng mua ít thôi. Ngày 2 đồng 49 cũng gần, ngày thường gần ngày China là gần to. Hôm nay mình ăn gần Costco, mình không ăn gần China nữa. Tỏi này nó cắt cái rồi nè. Bốn cái một đồng nè. Đây thấy chắc nè. Ngoài nó không thấy chắc. Cũng hơi lép. Chín chín. Chín chín xem phao nè. Ngò 59 xu. Ngò này cũng được. Hành 2 cái 1 đồng. Hành này tươi ra chưa. 50 xu.
cũng rẻ, này rẻ. Cái cải này Mỹ nó ăn hả ta? Xà lách nồng 50 xu. Garden apple, ủ với táo này dắt xịt thuốc à. Cam này bán đồng phao mà không biết có ngọt không. Cải, cải nồng 50 xu, đồng 50 xu cũng mắc. Trồng xương đồng giờ giá leo thang cái gì cũng mắc. Mai đám nhìn chủ bịch. Ở đâu là ta có mua hành không ta? Này giờ ở đây nãy giờ đi mua chợ farm đi cua như đây nè. Mua mấy cái này về làm bò lúc lắc. Làm bò lúc lắc ăn đã lắm nè. Tay nè. Này nó cắt ra xong rồi nè. Mua về mình luộc ăn đã hơn. Mua mấy dưa chuột nè. Có mua hành không? Nó 50 xu. Nó mua trái bắp rồi hả? Củ này của gì? Củ chưa? Hành thì mình gần hết rồi mà đây nó bán cũng mắc chứ không rẻ. 89 xu phao đúng rẻ đó. Anh tính cho đúng giá bằng chợ Walmart. Rồi đợi chồng mẹ xe rồi. Hết rồi hả? Mua đi, có thêm về một cái cục theo con cũ đi. Hello mục sư, ông ngoại nhà, sư khỏe. Thầy chồng dẫn đi chợ farm. Thấy hồng nè, thấy hồng xanh lè vậy mà nó đem bẻ nó bán rồi. Ăn chắc ngậm gì. Yellow Beach 2 đồng, 49. Dài có vụ bán 49 cent. Cái này trái lâm nha các bạn. Này 3 đồng nha các bạn, đầu bắp. Này hủ qua này đắng lắm à. Hủ qua này hủ qua Ấn Độ hả? Độ sạch tím là di dê tím này có bốp khía đây nè, bầu đấy. Này có hành, cái trái này ăn sao ta? Cái trái này vô Red Lobster để làm Mexican Yellow. Cái này, cái này là cái Squash à? Squash à? Chayote Su. Thầy à. Xong chưa? Có hỏi mình còn không? Mua đi, mua vài ba trái đi. Mua vài ba trái đi. Mua ít thôi.
quay cái cho bà con coi cái phè nè, này cũng không biết của nước nào, để China, của China bà con ơi, ổ đồ này bán đồ China bà ta, China, ổ, à, thấy cái đồ ăn không mua. Quầy chuối cào, quầy cái chuối cào nữa là cái tốt rồi, chuối cào đâu con, baby bà nó là, ồ, của hãng đô đàng hoàng nha bà con, chuối này mắc tiền, chuối này chuối cúng, này chuối xiêm, thái, chuối đó đã, nó bán mắc thôi. Chuối cào, chuối đó là ngon nhất của loại chuối, chuối cúng mà, chuối cúng nè, ừ,